Spy Room đã có group Facebook. Nhưng sao nó lạ lắm? Bruh. Bạn có thể tham gia các thảo luận văn minh. Người anh em ở đâu? Về nhiều kiến thức và sự kiện thú vị. Hey. What the? Bruh. Chất lượng news feed của bạn có thể tăng lên 1100. Yeah. Hoặc không. Tham gia chúng tôi biết chúng tôi không biết gì hôm nay để không bỏ lỡ một drama hay bất cứ thảo luận nào. Do it. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết liệu Trung Quốc có tấn công Đài Loan của tác giả Trần Tuấn Nest22. Bài viết được viết và đăng tải trên website của Spy Room. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Lời đầu tiên, cũng như quý độc giả đã được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mấy ngày trước, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan đã khiến tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhiều bạn đọc đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích của chuyến đi của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nhất là trong bối cảnh Đại hội thứ 20 đang cận kề ở Trung Quốc, vốn là bàn đạp quyết định nhiệm kỳ thứ 3 để củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình. Nhiều cuộc tranh luận diễn ra trên khắp các mạng xã hội, một phần chế giễu cảnh báo cuối cùng của Trung Quốc, một phần lo lắng viễn cảnh đệ tam thế chiến đang cận kề. Mục đích của bài viết này sẽ bàn luận về chuyến thăm của bà Nancy Pelosi, phân tích về bàn cờ địa chính trị Đài Loan của các siêu cường, đồng thời lý luận về một số kịch bản xung đột có thể xảy ra. Phần 1. Nhận định về chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Ngay sau khi đặt chân tới Đài Loan tối ngày 2 tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã ra tuyên bố cho hay chuyến thăm nhằm thể hiện cam kết không lay chuyển của Mỹ trong ủng hộ nền dân chủ của hòn đảo. Tinh thần đoàn kết của Mỹ với 23 triệu người Đài Loan hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Theo cơ cấu quyền lực chính trị của Mỹ, Chủ tịch Hạ viện có lẽ là người đứng thứ 3 sau Tổng thống và Phó Tổng thống. Quốc hội Mỹ bao gồm Thượng viện và Hạ viện, với Phó Tổng thống là Chủ tịch Thượng viện. Tuy nhiên, trên thực tế, căn cứ trên quá trình vận hành quyền lực, danh tính của Chủ tịch Hạ viện kém quan trọng hơn nhiều so với danh tính của Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Sở dĩ điều này là vì Chủ tịch Hạ viện vốn cũng là một thành viên của Hạ viện. Hạ viện Mỹ được bầu lại 2 năm một lần. Chủ tịch Hạ viện có thể vẫn còn giữ chức vụ như ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu thua trong tổng tuyển cử hoặc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng của vị Chủ tịch Hạ viện đó sẽ mất đi đa số thành viên Hạ viện. Quyền lực mất đi hoặc trở thành lãnh đạo thiểu số trong Hạ viện, hoặc là trở lại thành viên bình thường, hoặc thậm chí là bị khai trừ khỏi Quốc hội Mỹ. Xét về vị thế ngoại giao, thì tư cách bán chính thức đó của vị Chủ tịch Hạ viện khiến cho bà có rất nhiều quyền tự do để thể hiện, vì lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền ở Cơ quan Hành pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ do Ngoại trưởng dẫn đầu. Nên nếu xét về tầm quan trọng của các chuyến thăm, quan trọng nhất là chuyến thăm của Tổng thống, tiếp đến là của Phó Tổng thống, rồi của Ngoại trưởng. Chuyến thăm của ba người quyền lực này tới một quốc gia hoặc một khu vực nào đó chính là dấu hiệu cho thấy chính sách của Mỹ hiện tại đang có thay đổi đáng kể. Chính vì Chủ tịch Hạ viện không có quyền lực ngoại giao, khi đến nơi, bà không thể thực sự thương thuyết với lãnh đạo nước đó về sự phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia. Vì vậy, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi thực sự chỉ là một cuộc phô diễn quyền lực, thậm chí là không phải một cuộc biểu diễn quốc gia, mà chỉ là một live show cá nhân không hơn không kém của bà. Chủ tịch Hạ viện Mỹ hiện nay, bà Nancy Pelosi, 82 tuổi, dường như là một người rất thích tận hưởng tột cùng quyền lực của mình. Sau khi giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử hồi kỳ năm 2018, bà Pelosi đã có hành động gây sốc là xé các văn bản trước mặt ông Trump, từng mắng ông Trump là kẻ tồi tệ nhất. Có thể nói rằng, vị thế bấp bênh của Đảng Dân Chủ trước tình hình bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã khiến cho bà Nancy Pelosi phải tất tay chơi trội điên rồ, nhằm hướng sự chú ý của công chúng Mỹ từ hàng loạt vấn đề lạm phát, thất nghiệp, đại dịch v.v. trong nước sang một thứ khác nhằm có lợi cho đảng của bà. Đặc biệt là năm nay, cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào tháng 11, bà Pelosi tuyên bố ứng cử. Và chính xác thì, bức bình phong đó chính là Đài Loan. Chiêu bài này cũng không phải là hiếm gặp trong lịch sử của nhân loại. Tể tướng Vương An Thạch từng khuyên Hoàng đế Tống Triều sai quân sang tấn công nước Đại Việt. Nếu thắng, thế Tống sẽ tăng, các nước Liêu, Hạ sẽ phải kiêng nể. Nhóm Hạ viện do bà Pelosi dẫn đầu không chỉ duy nhất có mỗi một mình bà Pelosi là muốn có được lá phiếu này. Danh sách trong đoàn thăm ít nhất có các dân biểu như là ông Gregory Meek, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Điều này có nghĩa là chuyến đi thăm Đài Loan nằm trong kế hoạch của bà. Trong trường hợp này, động lực chính trị cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi trong lộ trình sẽ rất lớn. Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã thuyết phục bà Pelosi hủy kế hoạch đến thăm Đài Loan giữa thời điểm rất nhạy cảm này, Đại hội thứ 20 Trung Quốc. Họ cho rằng động thái này của bà Pelosi có thể gây ra những rủi ro rất lớn cho tình hình eo biển của Đài Loan. Cái khôn khéo trong lịch trình của bà là đến Singapore, Malaysia trước tiên,
sau đó là Đài Loan, rồi cuối cùng là Hàn Quốc và hành trình đến Nhật Bản. Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi sẽ được lấp liếm bằng chuyến đi Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc để hạn chế sự căng thẳng ở một mức độ nhất định. Bà Pelosi rất rõ ràng Trung Quốc sẽ phản ứng nhưng sẽ không bao giờ đánh chặn chuyên cơ chở bà. Cho dù nếu Tổng thống Biden có ban hành khẩn cấp lệnh hủy bỏ cũng không hề có hiệu quả, bởi vì trong cơ cấu chính trị của Mỹ, các nhà luật pháp không nghe lời Tổng thống. Nhưng các Tổng thống yếu kém thường xoay quanh ý chí của các nhà lập pháp trong đảng của họ. Khi bối cảnh quốc tế cho phép bà Nancy Pelosi thực hiện một live show như thế này, đặc biệt là phản ứng của dư luận Mỹ có thể khiến cho bà cảm thấy rằng một live show như vậy là có lợi. Bà chắc chắn sẽ làm điều đó. Nhất là khi chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi gây ít tranh cãi hơn việc bà công khai xé các tài liệu mà ông Trump đã đưa cho bà vài năm trước. Hẳn nhiên, bà Pelosi sẽ làm. Đó chính là bản chất của chính trị. Hẳn nhiên, chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ gây ra căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, dưới góc độ cá nhân của bà Pelosi, chính Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken mới là người thực hiện công việc chữa cháy sau đó, không phải là cá nhân bà. Trước khi bà Pelosi đến thăm Đài Loan, chính quyền của ông Biden đã thực hiện tung hỏa mù cho chuyến đi của bà tới Đài Loan. Một mặt nói chuyến đi này chỉ mang tính chất dự kiến, mặt khác lại nói dù bà có đi thì cũng chỉ đại diện cho cá nhân bà. Nếu bà không thăm Đài Loan, danh tiếng của bà sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hơn nữa, nếu bà không đi, sẽ đồng nghĩa với việc thể hiện sự yếu đuối trước Trung Quốc. Đây là một điều mà cả dư luận Mỹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được. Vào mùa hè năm 1997, ông Newt Gingrich, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, cũng đã đến thăm Đài Loan. Tổng thống Đài Loan lúc bấy giờ là Lý Đăng Huy đã đích thân tiếp đón. Vào thời điểm đó, xét đến các yếu tố như sức mạnh quốc gia và sự trở lại của Hồng Kông, tuyên bố Trung Quốc là hết sức kiềm chế và nhẫn nhịn. Tuy nhiên, sau chuyến đi ấy, xung đột có nguy cơ tăng cao giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Vụ đánh bom đại sứ Trung Quốc ở Nam Tư vào năm 1999 và vụ va chạm ở Biển Đông vào tháng 4 năm 2001 đã đẩy Trung Quốc và Mỹ đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng quan hệ tương tự như thời kỳ khủng hoảng tên lửa Cuba. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã làm thay đổi hoàn toàn định hướng chiến lược của Mỹ lúc bấy giờ. Khi lãnh đạo Trung Quốc đã tinh khôn, nắm bắt cơ hội gọi điện chia buồn đầu tiên và bày tỏ đủ thiện chí. Không gian chiến lược giữa hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ đã được mở rộng trở lại. Nếu không có sự kiện 11 tháng 9, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa Trung Quốc và Mỹ? Liệu Trung Quốc có thể dành thêm 2 thập kỷ cho cả một thế hệ phát triển hòa bình và ổn định hay không? Sự cố ngày 11 tháng 9 quả thực là một cú hích bất ngờ, làm thay đổi số phận của tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là người dân Trung Quốc và Mỹ. 25 năm đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Gingrich đến thăm Đài Loan. Với chuyến thăm của bà Pelosi, liệu lịch sử có lặp lại? Liệu đây có phải là dấu mốc đánh dấu chiến tranh lạnh lần thứ hai giữa Mỹ và Trung Quốc? Tôi không biết trước được, có lẽ hậu thế vài chục năm sau đó sẽ ghi chép và lý luận về sự kiện này như là khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai, hoặc theo một chiều hướng khác, tiêu cực hoặc là tích cực hơn. Theo DW, trong chuyến công du Đài Loan mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gặp mặt Chủ tịch TSMC Mark Liu vào hôm 3 tháng 8. Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, vốn phụ thuộc quá nhiều vào chất bán dẫn TSMC trong hầu hết các lĩnh vực, từ hàng không vũ trụ đến điện tử tiêu dùng. Bà Pelosi có lý do chính đáng để đưa sự kiện này vào danh sách rút gọn trong chuyến đi đến Đài Loan. Khi TSMC là nhà sản xuất chất bán dẫn có giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường là 426 tỷ USD, công ty sản xuất những con chip tiên tiến nhất thế giới, thành phần không thể thiếu trong sản phẩm công nghệ mà người Mỹ phụ thuộc hàng ngày như là iPhone, thiết bị y tế và cả máy bay chiến đấu. Cuộc họp giữa hai bên còn báo hiệu rằng TSMC và nền kinh tế lớn nhất đang tăng cường một mối quan hệ vốn đã thân thiết. Mỹ là thị trường lớn nhất của TSMC, với lượng người mua ở Mỹ chiếm tới 64% tổng doanh số bán hàng của hãng bán dẫn Đài Loan trong năm ngoái, tăng từ 60% từ 2 năm trước. Chỉ riêng doanh thu bán chip của TSMC cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple đã chiếm 1/4 doanh thu của TSMC vào năm 2021. Nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới không có địa điểm sản xuất riêng mà ủy thác cho TSMC để sản xuất chip bán dẫn do họ thiết kế. Vì vậy, TSMC đã có một vị trí quan trọng về mặt hệ thống trên thị trường toàn cầu. TSMC có tên đầy đủ là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, chuyên sản xuất chip và các sản phẩm bán dẫn cung cấp cho toàn thế giới. Đây là công ty có tuổi đời không quá lớn, thành lập từ năm 1987, song đã có thị phần và doanh thu thuộc vào loại lớn nhất ngành công nghiệp bán dẫn. Thị phần sản xuất chất bán dẫn và chip của TSMC dẫn đầu toàn cầu trong nhiều năm, với con số 51% trong quý 2 năm 2020. Điều này đồng nghĩa, TSMC là nhà cung ứng quan trọng hàng đầu của các tập đoàn điện tử hàng đầu như là AMD, Apple, NVIDIA, Broadcom, v.v. Sự tăng trưởng của tập đoàn TSMC tới từ việc họ tập trung nhiều vào phát triển các công nghệ chip mới có tốc độ xử lý tốt hơn. Kể từ năm 2019 tới nay,
công ty chủ yếu vào sản xuất các loại chip nhớ theo công nghệ 7 nanomet và 5 nanomet. Hiện Trung Quốc vẫn chưa thể sản xuất được chip tiên tiến như là Đài Loan. Trong khi đó, từ năm 2020, họ bắt đầu chuyển sang công nghệ 5 nanomet nhiều hơn và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều đối tác. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng chip, phần nào đó giúp cho TSMC tăng trưởng tốt hơn. Thế giới phụ thuộc vào các nguồn cung ứng chip từ Đài Loan. Đầu tuần này, người đứng đầu TSMC đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với cả CNN. Không chỉ đưa ra quan điểm về các yếu tố mâu thuẫn chính trị ảnh hưởng như thế nào đối với cả TSMC, ông Liu còn cho thấy rằng TSMC dường như đang chuẩn bị cho một kịch bản và ở đó sự trả đũa của Bắc Kinh vượt ra ngoài các lệnh cấm xuất khẩu. Nếu bạn sử dụng lực lượng quân sự hoặc là xâm lược, bạn sẽ không thể khiến cho nhà máy của TSMC hoạt động được vì đây là cơ sở sản xuất tinh vi. Nó phụ thuộc vào thời gian hiệu chỉnh với thế giới bên ngoài. Không ai có thể kiểm soát TSMC bằng vũ lực. Mark Liu. Trong cuộc họp giữa ông Liu và bà Pelosi, hai bên đã thảo luận về luật chip vừa được thông qua ở Mỹ nhằm mục đích cải thiện chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Luật mới bao gồm gói hỗ trợ trị giá 52 tỷ USD để hỗ trợ sản xuất chip ở Mỹ và TSMC có thể được hưởng lợi từ chương trình do nhà máy chip trị giá 12 tỷ USD mà công ty đang lên kế hoạch xây dựng ở Arizona. Đây không phải là nhà máy đầu tiên của TSMC ở trên đất Mỹ, bởi vì trước đó hãng đã xây dựng nhà máy sản xuất tấm silicon ở bờ Tây Mỹ cùng một trung tâm nghiên cứu và thiết kế chip ở Texas. Chuyến thăm của bà Pelosi đã bóp chết nhiều năm cân nhắc lợi ích của Trung Quốc và Mỹ của các công ty Đài Loan, buộc họ phải lựa chọn một bên. Với những gì vừa diễn ra, không quá khó để thấy TSMC dường như đã có sự lựa chọn cuối cùng. TSMC ít phụ thuộc hơn vào doanh thu từ Trung Quốc trong những năm gần đây. Thị trường đại lục chiếm tới 10% doanh số của TSMC, giảm so với 20% của năm trước. Dù thị trường của TSMC tại Trung Quốc đã thu hẹp, nhưng cả hai vẫn phụ thuộc vào nhau. Trung Quốc có thể là thị trường tương đối nhỏ đối với chip của TSMC ở dưới dạng thành phẩm, nhưng vẫn là nước tiêu thụ chất bán dẫn lớn nhất thế giới khi nói đến hàng hóa chưa hoàn thiện. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!